Dạ buồn. Nếu bà, em nhớ là có nhiều người còn bị nạn hơn không thể sống nữa. Nếu bà mình mất có chứ cả kệ đi không sao. Em buồn có mấy ngày à. Lúc mới biết là phải háo chân em khóc lắm. Nếu bà chỉ buồn với khóc cho vài ngày à. Anh ngủi nó. Dạ con cảm ơn các bạn hữu quân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền cho con để con có tiền con đi điều trị. Con cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm rất là nhiều. Dạ kính thưa quý vị khán giả, quý nhà hảo tâm, thì hôm nay mình cùng với mấy anh em đây đang trở lại ở đây là thuộc ấp Nhất, thuộc xã Ngãi Tứ, huyện Tâm Bình, tỉnh Vĩnh Long để ghé thăm em Ái Xuân. Thì bé Ái Xuân chính là một cái hoàn cảnh mà cách đây cũng hơn một tháng mình đã chia sẻ lên cho cả nhà biết là bé lại bị một chứng bệnh gọi là tiểu đường á, là bé bị từ nhỏ luôn và khiến cho cơ thể của bé là trở nên gầy gò và đã mất đi hết một chân. Thì lần trước thì mình với anh Việt cũng có hỗ trợ cho bé được một phần nào. Thì sau khi mình chia sẻ hoàn cảnh của bé lên thì mình nhận được sự yêu thương, những cái tấm lòng từ bữa nhà hảo tâm gửi đến cho bé để cho em có số tiền tiếp tục đi trị bệnh. Và tình hình sức khỏe của bé Xuân hôm nay như thế nào? Xin mời cả nhà đồng hành với mình nha. Dạ con chào cô. Dạ chào Ái Xuân nha. Dạ. Ồ. Dạ cô cho con gắn cái mic này lại ha cô. Dạ. Cô ơi, hôm nay con quay trở lại thăm gia đình mình á. Dạ. Dạ, con thấy là hình như là bé Xuân hôm nay là thấy sắc mặt là đỡ hơn trước nhiều không cô? Dạ, đỡ, nó đỡ cũng phần nào rồi, đỡ. Dạ, rồi dạ. Hôm nay là bé Xuân mình đi uống thuốc, đi điều trị đâu vậy cô? Nó đi ăn gian, nó ở trên ngoài, bị gì, bị hai mắt nó không thấy đường á. Dạ. Rồi ở trên đang kiếm thuốc thêm, đang cho nó đừng có đau. Dạ. Cho bé nó đừng có đau. Bị gì hai mắt nó không thấy đường rồi nó đau á. Yeah. Rồi đi ở trên đặng thuốc, kiếm thuốc đặng cho nó uống là đỡ đau thôi. Chứ còn thấy đường là không thấy. Yeah. Ông thầy ông nói là thấy đường là không thấy rồi đó, là đỡ đau cho nó thôi. Cái lần trước con ghé đây là Ái Xuân ngồi không nổi luôn. Yeah. Là bà nội phải đỡ em ngồi trên đùi và một tay phải đỡ Ái Xuân mà sao. Rồi bây giờ nó đỡ nó hôm ngồi. Hôm nay là em tự ngồi được luôn, để anh trò chuyện với em xíu ha. Yeah. Hôm nay là em thấy trong người mình như thế nào rồi? Thấy cũng đỡ hơn hát trước rồi. Đỡ hơn nhiều ha. Dạ. Ồ, cái lần trước anh ghé là như là em mắt em là không có mở ra được luôn đúng không? Dạ, lúc đó nhức với đau lắm. Nhức nó đau lắm em? Dạ. Ồ, hôm nay là anh thấy mắt em mở bình thường nhưng mà em vẫn có nhìn thấy được không? Dạ không. Ví dụ anh ngồi đây nè, em có thấy được anh không? Dạ không. Bây giờ không thấy nữa gì hết, mắt em đang hồi lùi à. Mặc dù là mình nhìn kỹ ra nhìn vào mắt của Ái Xuân là mình thấy là em mở bình thường nhưng mà con cái là không nhìn thấy luôn. Là do biến chứng của bệnh tiểu đường đúng không con? Dạ. Dạ. Nó mở thì nó không thấy đường, nó mắt nó không có thấy đường chứ. Dạ. Ăn là để cái muỗng nó không thấy, nó quơ nó lấy nó quơ nó có muỗng. Dạ rồi mình phải đút hay sao con? Thì nó đút cho nó ăn. Còn nó muốn múc nó ăn thì mình để cái muỗng mình đưa trong tay nó rồi nó múc nó ăn. Nó kê sát vô vậy nó bưng nó ăn. Dạ. Rồi Ái Xuân nè, rồi em tự ngồi dậy, ví dụ nằm mà tự ngồi dậy được không hay là phải có người đỡ? Dạ, có bà nội đỡ thì mới ngồi dậy nổi. Nội đỡ mới ngồi dậy nổi. Bởi vì cái giò dạ. Nó đâu có chịu quá được, nó gáy gầy không mà nó tự nó ngồi không được. Ngồi là mắc đỡ nó ngồi vậy. Dạ. Em ngồi vậy em cảm thấy mệt không? Dạ rồi, ít thì được, rồi lâu thì cũng mệt. Ngồi lâu thì mệt ha. Dạ. Chở đi về nó mệt quá trời luôn. Mỗi lần mà đi về Châu Đốc là mình về ngoại là từ đây đi ở xe trên, mấy tiếng? Ở trên ngoại nó mấy tiếng sưng mà lậu quên rồi. Dạ 4 tiếng. Rồi đi 4 tiếng. Mình đi dạ. Bằng phương tiện gì vậy? Đi xe đò. Xe đò hả? Xe đò trực tiếp từ Châu Đốc về thẳng đây luôn. Đi cho từ chặt, từ chặt đi đó, 3 chặt. Rồi lên xe rồi sao em ngồi được? Dạ bà tạo y dịnh. Mình đỡ nó trong mình, mình ôm nó, mình đỡ nó vô trong máy vậy nè. Cho nó vừa, còn cái giò thì nó để một cái ghế kia. Cho nó thẳng vậy nè, đi thì mua hai ghế. Còn ba mẹ thì ở Châu Đốc. Mẹ bị em nó bệnh. Em nó bệnh, nó hai đứa em trai. Rồi em nó bệnh, rồi mẹ nó về không được, mắc đi cứ. Dạ.
Là chị với anh ở bên ngoài. Bên ngoài mần mướn đang nuôi hai đứa nhỏ bị gì ở nhà lu bu hồi đó thì ở dưới này rồi lu bu quá đi. Rồi nó bệnh rồi lớp ông nội nó bệnh nữa. Dạ. Rồi mới nói mẹ nó thôi con về con rước em đi chị bệnh tiếp mẹ. Bị gì ông nội bệnh nằm nhà thương. Ông nằm nhà thương Cần Thơ mới về. Dạ. Bị gì lễ đó rồi ông cũng chưa hết bệnh nữa lễ rồi người ta cho về. Dạ. Ông cũng chưa hết bệnh nữa. Dạ. Rồi mẹ nó về tiếp. Rồi em nó cho anh bệnh rồi thôi thôi con cho anh con tí ấy thuốc cho em cho nó hết bệnh đi. Dạ. Để mẹ rước em nó về dưới này. Rồi chừng nào coi ấy quần ấy thì mẹ đưa lên. Dạ, nói chung là một phần cũng nhờ bà nội tới luôn. Dạ. Nó ở dưới này bị nào nhỏ tới lớn ở dưới nội con à. Dạ. Ở Sơn hồi đó giờ bà, em ở dưới nội là quen à. Dạ. Ở dưới nội không à. Bà nội chăm sóc từ lúc mà ấy Sơn bệnh là năm nay là phát hiện là bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi, hồi nó bệnh đó là 3 tuổi đó là nó bắt đầu phát bệnh đó, ngày nó rút nó ốm nó đi học rồi học tới lớp được lớp 6 cái bàn với bà ngoại nó nói thôi bây giờ nó ốm quá đi rồi cho nó nghỉ chứ ngồi nó đau đứt tội nghiệp nó đòi mai cái gối nó thôi không có được con bây giờ con cũng học con gái con cũng không làm gì thôi con bệnh con nghỉ đi đặng chị bệnh rồi nó mới chịu nghỉ chứ không thôi nó không chịu nghỉ là cấp đó là triệu chứng là mới bắt đầu triệu chứng xong rồi mới đi khám bệnh là mới phát hiện là bệnh tiểu đường. Không, lâu lắm, chạy tùm lum hết trơn mấy năm. Yeah. Chạy đâu cũng 3-4 năm gì á mới phát hiện ra tiểu đường. Mới lên trên Di Đồng 1 á, yeah. Mới nằm ở trên tháng mấy. Rồi mới ra mới biết nó là tiểu đường thử máu nó mỗi ngày vậy đó. Rồi tháng mấy đó mà là trên là tới 20 ngày mới biết. Nằm tới tháng mấy mới về. Dạ. Yeah. Có 20 ngày rồi hỏi bác sĩ chứ em nó bệnh gì, bé nó bệnh gì. Rồi nói nó bệnh tiểu đường. Dạ. Cấp đó là như là ấy xương là cái đôi chân vẫn còn lành lẽ. Còn lành lẽ, chỉ là nó mấy cắt ngón tay này thôi. Chứ nó ngoại tử. Bị mấy ngón tay luôn. Đâu em dở lên cho anh xem. Đó. Rồi ngón giò nữa. À, bị một cái bàn tay bên đây là bị mất hết một ngón. Rồi ngón giò bên đó nữa mất ngón hai ngón nữa. Bà gần đây nhất đó chính là một chân của bé là bị cắt luôn rồi. Là cách đây là khoảng bao lâu rồi? Cũng gần mấy tháng hả thầy? Mấy tháng hả? Dạ. À, Trưng nè, cho anh hỏi này chiếu ha. Cái lúc dạ. Mà em bệnh, lúc mà nằm viện á, rồi đến lúc mà điều trị mà tỉnh dậy rồi, khi mà em phát hiện em đã bị mất đi một chân rồi, em lúc đó em có suy nghĩ gì không? Em có buồn gì không? Dạ, buồn. Nhớ ba em nhớ là có nhiều người còn bị nặng hơn, không thể sống nữa. Nhớ ba mình mất có chân là kệ đi, không sao. Em buồn có mấy ngày à. Lúc mới biết là phải háo chân em khóc lắm. Nhưng mà chỉ buồn với khóc cho vài ngày à. Ăn ngủi nó. Nó nói hồi nhỏ nó không có tật. Mà bây giờ ngày lớn nó có tật. Nó thôi con tại cái số mạng của con. Yeah. Nó nói là đứt ruột. Nó nói nội ơi. Bạn Trương bạn với con á. Người ta tuổi thọ hay là mấy chục năm. Còn con tính hai mấy năm thôi. Cho con sống hai mấy năm cũng được. Nói ra đứt ruột, nói tiểu thọ anh ta vậy đó, còn con bệnh hoài, con cháy mấy năm thôi. Yeah, yeah. Nói chung ấy Sưng có một cái suy nghĩ đơn giản thôi. Chỉ mà muốn sống hai mấy năm, tại vì em mặc dù là bị mất cái đôi chân, nói chung là đối với những bạn đồng trang lứa khác là đã một thiệt thòi, nhưng mà ấy Sưng có một suy nghĩ là mình đã may mắn hơn còn rất là nhiều người. Nhiều người còn bệnh nặng hơn và đã không qua khỏi nữa. Nó nói vậy. Nói chung con nhỏ là có ăn ngủ rồi cũng nhà cũng ăn ngủ. Nói con ơi, ta nhiều người, ta còn hơn con nữa. Con vậy thôi, tại cái số con vậy rồi. Thôi con sống với nội, với cha, với mẹ, anh em được rồi. Nội không cần con gì nữa, cho ăn giái con được. Là lên ký là 25, 26 ký thôi. Hiện tại là lên được bao nhiêu ký rồi? Mới hỏi nó nói có 21 ký mấy à, cười đây nè. 21 ký à? Lúc trước là em nặng bao nhiêu ký? Nó cũng có 20, 21 ký không à. Lúc trước là có 20 ký rồi. Còn em ăn uống được nhiều không? Dạ, hồi lúc chưa cắt cái chân thì ba cũng nhiều. Và từ lúc cắt cái chân là ăn ít thôi. Ăn không ngon miệng hay sao? Mình ăn không nổi hả? Dạ. Em vậy là phải cố gắng ăn uống nhiều vô mới được, chứ ăn không có đủ chất rồi mình cũng không có thể có sức để mà vượt qua bệnh tật nữa. Và bệnh của mình như vậy rồi, bác sĩ có dặn mình kiêng cữ những cái loại thức ăn nào hay là kiêng cữ bớt những loại thực phẩm? Dạ, bác sĩ thì chỉ kêu em kiêng cơm với cái gì ngọt quá thôi. Là mình giảm bớt tinh bột. Dạ. Dưới đồ ngọt.
Dạ. Vậy ví dụ vậy là mình trong cái bữa ăn của mình thường thường là mình ăn cái gì cho nó tốt nhất? Dạ bác sĩ kêu là ăn rau với thịt cá nhiều là tốt. Rau với thịt cá ha. Dạ. Mỗi bữa gì em ăn được một chén không? Dạ có bữa ăn được một chén, có bữa nửa chén. Nửa chén à? Dạ. Ăn bà nội đút hay sao? Dạ bà có bữa nội đút, có bữa thì em tự mò mò ăn. Tự mò mò. Ví dụ cái chén cơm này em không thấy đường rồi sao em múc được, múc đổ ra ngoài sao? Dạ không có đổ vô bà, không thấy đường gấp đồ ăn và đổ gấp vô chén rồi múc ăn đại chúng có gì chúng. Thấy nước ruột không? Dạ. Thì cô ơi, nói chung thì hôm nay con ghé lại gia đình mình đó. Dạ. Thì lần trước con có chia sẻ cái hoàn cảnh của ấy Sưng lên thì con có nhận được một cái số tiền cũng tương đối là lớn từ quý nhà hảo tâm á. Dạ. Đó là những cái tấm lòng từ những cô bác anh chị xa gần. Dạ. Biết đến hoàn cảnh của ấy Sưng đây thì không ai mắc một chứng bệnh tiểu đường từ nhỏ á, là cơ thể là bị mất đi một chân rồi. Và đôi mắt cũng hồi bây giờ là không thể nhìn thấy, là đen thui luôn ha. Dạ, thì mình có nhận được một số tiền là hơn 20 triệu. Dạ. Đó, chính vì vậy thì hôm nay dạ, cũng trao cái duyên nữa lại và dạ, gửi lại cho gia đình, gửi dạ lại cho bà nội đây. Để mà có tiền mua thuốc thang, hiện tại thì ấy Sưng vẫn còn đang uống thuốc đúng không cô? Dạ, dạ, còn đang uống thuốc luôn. Mình uống những loại thuốc là thuốc Tây hay là thuốc Nam sao cô? Dạ, thuốc Tây không? Thuốc Tây ha, cái đó mình mua ở đâu cô? Cái đó là cũng dư mà trong bác sĩ cho to mình mua. Dạ. Bác sĩ coi cái to mà trong nhà thương không có đó. Rồi cho to mình, thuốc trong bác sĩ không có là cho to mình ra ngoài mình mua. Yeah. Rồi cái ống chích của nó thì tới 250 một ống. Ồ, oh, vậy ống là chích. Ấy Sưng cũng có chích. Trời chích, nó chích mỗi ngày, nó chích ngày 3 cử. Mình tiêm cái đó là tiêm thuốc. Ống nó thuốc ở trong rồi mình chích nó. Chích ngày 3 cử. Em biết thuốc đó thuốc gì không Sưng? Dạ biết, thuốc tiểu đường. À, thuốc tiểu đường hả? Vậy yeah là ngày nào cũng chích rồi mình ngày nào cũng chích hết trơn, ngày nào cũng chích hết. Chích dai còn có chích bụng. Ờ, một ngày mình xài 3 ống là 250. Một ngày mà ống, một ống đó là 250 đó, mình xài được 2-3 ngày vậy á. Dạ. 2-3 ngày. Ấy Sưng nè, cho chú Việt hỏi á, là con sau khi con cắt cái giò rồi đó con thấy cái đau nhức, sự đau nhức có giảm không con? Dạ có. Nó giảm nhiều không? Dạ bây giờ thì nó cũng còn đau nhức nhau mà ít thôi, nhẹ thôi. Còn lúc con chưa cắt á là nó đau với nhức nhiều lắm. Do biến chứng á, biến chứng của bệnh tiểu đường gây ra. Ở dưới nè, chú thấy cái chân con còn đau dớ, đeo dớ á, bà nội là bị cái gì á bà nội? Dạ, thì nó cũng nổi một vậy đó. Dạ hả? Nó vậy bà đó. Bà nội có thể cho mình có thể khán giả được chứ, được, được. Hậu tâm mà, xem được cái, dạ, cái dạ, được. Như thế nào mà nội? Được. Mở từ từ nhẹ nhẹ được. Dạ. Bà nội chăm sóc kỹ chưa? À, nó quay cận cảnh mà. Bác sĩ kêu nuôi đường á, dạ. Vậy là phải ăn uống phải cử dữ dằn lắm, với lại đừng có để đứt tay hay chảy máu nữa, nó lỡ nó đấy. Đâu có mận gì đứt tay chảy máu, chỉ nó nằm trong phòng không. Dạ. Không có mận gì chứ, ăn tới ăn thì đỡ, ngồi dậy ăn. Tối Sưng ngủ được không? Dạ bây giờ sao em tới 1-2 giờ mới ngủ được. Thêm một cái chứng gọi là mất ngủ nữa. Nói chung sức khỏe bây giờ đỡ hơn trước nhiều đó. Lúc trước, lần trước ghé là ấy Sưng ngồi không nổi luôn. Ngồi không được. Dạ. Nhưng thôi, nhưng mà bây giờ mình cứ đừng có suy nghĩ nhiều. Nên cuộc sống mình phải lạc quan lên. Mình nãy em nói là vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác mà. Mình phải lạc quan về cái điều đó. Dạ thôi để con gửi tiền đó. Dạ. Dạ. Để con có chuẩn bị sẵn nè. Dạ, thì trên tay mình đang cầm đây chính là toàn bộ những cái số tiền mà hôm nay là mình nhận được cho bé Ái Sưng, với tổng cái số tiền là 25.750.000. Yeah. Bây giờ mình xin phép trao lại cho bà nội nha. Yeah. Dạ, bà nội nhận được con vừa trao con vừa đếm luôn nha nội. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Đây là 25.750.000. Dạ, yeah. Rồi con bàn giao hết cho nội ha. Dạ, yeah, dạ. Yeah. Dạ, khoan để con đọc tên những nhà hảo tâm, những cái tấm lòng nhân ái đã gửi đến cho bé Ái Sương trong suốt cái thời gian khoảng một tháng vừa qua. Thì trong đây có nhóm nhà hảo tâm ở New Zealand, gồm có Xuân Sa Long, Zuminel, Tú Quỳnh, chú Út Thắng, Bán Đồ Chai, chị Bao, Michael, Thoa Hải, chị Thảo Mạnh bán bi cá với cái số tiền là 5 triệu, chị Nhã Bùi 3 triệu, gia đình chị Phương Tệ ở bên Mỹ 100 đô la Mỹ là 2.300.000, cô Thành ở Mỹ là 2.250.000, bạn Lê Gắm 2 triệu, chị Linda Phan 2 triệu, chị Thiện 2 triệu, chị Trang, bạn của chị Linda Phan 1 triệu, cô Diệu Nguyễn 1 triệu, bé Bình 1 triệu, chị Kim Điền Phát 1 triệu, chị Quyên ở Đài Loan 800.000, bạn Minh Thư 600.000, chị Quỳnh Nguyễn 500.000, bạn Hiền ở Malaysia 500.000, bạn Vũ Văn Toàn 300.000, bạn Nhi Úc 200.000, bạn Nguyễn Thị Phương Thảo 200.000 và bạn Phạm Phương Duyên 100.000. Đó là danh sách mà các nhà hảo tâm đã có tấm lòng gửi đến cho bé Ái Sương. Dạ, bà nội có muốn nói gì không bà nội? Cảm ơn là mấy cô với mấy chú giúp cho cháu nó trị bệnh. Dạ. Cho nó hết bệnh thì bà nội cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn đi con. Để Sưng đi. Anh hỏi bé Sưng ha. Rồi, khi mà mình nhận được một số tiền cũng tương đối là lớn như vậy, đó là cũng như cái tấm lòng của cô bác, thì tiền người ta làm ra cũng rất là vất vả. Dạ. Người ta biết cái hoàn cảnh của mình đó, bệnh tật như vậy người ta cũng dính một ít gửi về cho mình vậy. Rồi em có muốn nói lời cảm ơn hay muốn chia sẻ gì đến bà con cô bác không? Dạ, là con cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền cho con để con có tiền con đi điều trị. Con cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm rất là nhiều. Rồi, bé Ái Sương khi mà nói lời cảm ơn bé không thanh tài lại thấy thật. Thôi cố gắng lên nha em. Dạ. Dạ. Thì mặc dù là mình bệnh tật như vậy rồi nhưng mà mình cảm thấy em cứ suy nghĩ đi, mình vẫn còn nhiều người kém may mắn hơn mình. Dạ. Mình còn gia đình, mình còn bà nội, mình còn ba mẹ, mình còn những người xung quanh đó yêu thương mình mà. Dạ. Mình còn sức khỏe thì mình cứ nghĩ về tương lai thôi, đừng có lo nghĩ nhiều quá ha. Cố gắng ăn uống tẩm bổ được kia nhiều vô. Dạ. Cố gắng uống thuốc để bệnh tình của mình tiến triển tốt hơn ha. Dạ. Dạ, thôi con cũng chúc cô nhiều sức khỏe ha con. Dạ. Dạ, vậy bà nội cảm ơn cũng mấy chú giúp cho cháu. Rồi bà nội cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ, thì mình thay mặt cho bé Ái Sương cũng như gia đình bé Ái Sương đây thì gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm, quý cô chú anh chị, cô bác xa gần có những cái tấm lòng vàng như vậy để giúp cho em có tiền để đi tiếp tục đi trị bệnh và duy trì cái sự sống của mình. Theo mình nghĩ nếu như mà bé Sưng mà không uống thuốc, không điều trị thì sức khỏe nó sẽ đi xuống. Nói chung là sống nhờ thuốc. Dạ. Từ đó giờ luôn, mười mấy năm rồi. Nhưng mà được cái Ái Sưng là bà con cô bác ai cũng thương hết trơn á. Dạ. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều. Anh cũng chúc Sưng thật nhiều sức khỏe ha. Dạ. Cố gắng ăn uống nhiều vô. Lần ví dụ như có chuyến sau ghé nữa, lần này là 21kg không? Lần sau là 23-24kg nha. Dạ. Dạ. Thôi trước khi kết thúc video này thì mình cũng không biết nói gì hơn, thì chúc cho quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, thì mình cũng xin dừng cái video tại đây và xin hẹn cả nhà ở một video gần nhất nha.